Nhưng mà chị uống này thì khoảng độ mấy cốc thì say? Có say không? Không say đâu. Không say. 2 quáng à? 2 quáng là 2 ca to à? Thế vào khoảng độ 1 lít. Và tưởng cái ca 2 lít, tưởng quáng 2 lít. Nhưng mà rượu chị uống được không? 1 lít. Nhưng bây giờ mà không có rượu thì có buồn nôn không? Không có rượu thì không buồn nôn. Tưởng là không có rượu thì phải buồn nôn. Cắt vây. Này tiếng uống bia mình tiếng Dao gọi là gì hả chị ơi? Uống bia thì tiếng Dao gọi là gì? Húp bia. Hóp bia. Còn uống rượu là hóp tíu à? Uống rượu là hóp tíu, còn uống bia thì tiếng Dao là chưa có từ tiếng bia nên là vẫn là hóp bia hả? Từ đây là từ ghép đúng không? Ô, bà năm nay bao tuổi rồi mà bà vẫn minh mẫn mà sử dụng điện thoại thông minh? Bà hôm nay thì 90 tuổi rồi. 90 ạ? Sao đến 100 rồi. Vâng, nhưng mà bà vẫn sử dụng điện thoại thông minh sành điệu thế. Thế thông minh á? Vâng. Thông minh không biết cái gì không? Càng già càng minh mẫn. Bà uống bia đi không nguội này. Nhưng mà chị uống này thì khoảng độ mấy cốc thì say? Có say không? Không say đâu. Không say. 2 quáng à? 2 quáng là 2 ca to à? Thế vào khoảng độ 1 lít. Và tưởng cái ca 2 lít, tưởng quáng 2 lít. Nhưng mà rượu chị uống được không? 1 lít. Nhưng bây giờ mà không có rượu thì có buồn nôn không? Không có rượu thì không buồn nôn. Tưởng là không có rượu thì phải buồn nôn đi. Uống vào nó mới đỡ bớt buồn nôn nha. Nhưng mà như nhà mình có tự nấu rượu không chị? Có à? Thế là hầu như nhà ai cũng tự nấu rượu hết à? Đúng rồi, mình gạo mình trồng ra, ngô mình trồng ra. Thế là mình nấu rượu bằng từ nguyên liệu gì? Ngô, khoai hay là gạo? Gạo, khoai, sắn. Vâng. Thế là mình sử dụng men lá. Men đi mua. Em tưởng là mình người Dao mình có cái bí quyết mà đi vào rừng hái lá cây về làm men lá. Không biết làm nó. Vâng. Chưa bắt được cô nào cả. Chưa bắt được cô nào cả. Ở đây có được phép bắt vợ không? Chợ Tình này có được phép bắt vợ không? Hả cô? Câu ạ? Không biết. Nhưng phải có bạn thì mới mời được, chứ không có bạn. 800 một đôi gấu này à? Giới thiệu các bạn, đây là cái gấu để thêu để may ống quần đây này. May ống quần đây mà các cô ấy thêu kỳ công. Này thì cô thêu thời gian bao lâu thì mới được một đôi này? Không được nhanh thì 1 năm được một đôi này, không nhanh thì 3 năm. Nhanh thì được một đôi. Wow. Và 1 năm thì được một đôi này ạ. Không nhanh thì 3 năm. 3 năm, tức là chậm thêu chậm 3 năm. Phải nói kỳ công. Cực kỳ công phu. Đây mặt này mặt đây. Mặt đây với mặt phải này. Vâng, vâng. Sao cô không lộn cái mặt phải ra cho nó đẹp? Sợ nó phai màu à? Nhưng mà này là mình giặt nó có phai màu không? Cái mũ này bao tiền cái mũ hả cô? Cái chụp này bao tiền? Cái chụp này thì bao tiền? 200 à? 2 triệu. Cho xem nhờ tí. Cái này có nặng không? Không bóp, cầm nhẹ thôi. À, này là làm bằng gì trong? Nè, cô cho lên đầu cho. Chụp được kiểu anh. Chào các bạn, nay là được chỗ cô này, cô cho chụp thử cái mũ của các cô. Cái này mũ này gọi là gì? Cái lục giò. Lục giò, cái lục giò. Lục giò. Lục giò. Được chưa? Đấy mà, sao tao dán kia cho ngoan mà. Lấy đi, còn cái này nữa. Mình về mình tự mình làm tóc chứ. Về bình liêu bom bềnh mấy trái. Suối tiền mơ ôm vào lòng nương ngô nương sắc, thác khe vằn như vắt lên tận trời xanh. Có tiếng hát ai tha thiết, lời sóng cỏ trao riêng lan tràn sương chiều. Rồi phát triển anh nhảy điệu gì em? Điệu nhảy Bắc Hà.